Xin chào toàn thể anh em. Đây là chiếc SXY đời 2009 được dọn mới tại Đồ Chơi Trẻ Việt Nam. Chiếc xe này thì được khách hàng gửi từ tỉnh lên nhé các bạn nhé, từ tỉnh Bắc Giang lên. Thì anh em có biết mình qua fanpage hoặc qua Facebook cá nhân thì anh em gửi từ tỉnh lên để tân trang dọn mới. Dàn vỏ bên ngoài được bên mình đại tu lại, sơn si lại và dán lại ni lông cho khách. Tất cả dàn chân sơn lại. Hệ thống đèn pha xi nhan đã được bên mình đánh bóng làm mới. Lốp thì lốp cũ là khách hàng thay lốp zin, zin của SH Việt Nam vào thì bên mình đã tư vấn cho khách hàng lên lốp Fiori. Đây là một hãng lốp của Ý mà giá rất là bình dân. Nó chỉ đắt hơn lốp zin tầm chưa đến 200 nghìn một cặp. Đĩa trước được thay thế bằng đĩa mới, đĩa zin cho dòng SH Ý 2008-2009. Tất cả ốc nhái được gom xi, nhưng các bạn lưu ý là phần gom ốc này bên mình gom cho khách là độ khoảng 7 tuổi. Ốc 7 tuổi thì nó sáng vừa, còn nếu mà gom sáng quá nhìn ốc rất là dại, như là xe tàu ấy. Đây, tất cả thụt giảm sóc và vành bánh trước dàn chân được sơn lại mới. Dàn nhựa màu, dàn nhựa nhám cũng được sơn lại. Tay thắng mới này. Tất cả nhựa nhám của dòng SXY 2009 màu cà phê bên mình đã sơn lại như zin cho khách hàng. Mặt kính đồng hồ được thay thế bằng mặt kính mới, tại vì mặt kính đồng hồ cũ của khách đã bị nước hấp hơi vào, cố sửa thì cũng không sửa được, bắt buộc phải thay mới, thay đúng vào su mới. Thì mặt kính SH đời 2008-2009 rất là cao giá các bạn nhé, nó đắt hơn cái dòng đời 11, đời 12. Tay sách được sơn màu zin này, màu zin của dòng SXY đời này là màu tay sách màu bạc. Đây, từ những cái màu zin ở trên xe ý đấy. Đó. Và màu vành của dòng đời xe này là màu vành của zin của là màu gọi là màu xi măng nhạt. Màu xi măng nhạt các bạn nhé, lốp xong được thay thế lốp mới. Về phần giảm sóc thì bên mình đã tuốt lại mới hoàn toàn cho khách, các bạn lưu ý này. Nhìn giảm sóc bên trong, những chi tiết này được gom xi làm mới và tất cả những cái lò xo được làm mới, ti bên trong được sơn lại. Đấy, làm kỹ đến mức là chân trống này. Từ chân trống bên mình cũng làm lại mới cho khách luôn. Để 98, tỉnh Bắc Giang. Cùng quê hương với mình luôn. Đó, phần phê bên này. Nếu mà những chi tiết mà vách máy này mà các bạn đánh sáng quá ấy, thì nhìn càng dại nữa. Nhìn rất là dại luôn. Đánh sáng làm sao phải vừa vặn. Vừa vặn, đừng có sáng quá. Sáng thì nhìn như xe tàu. Ốc, tất cả bên trong được gom xi lại là mới hết. Tem zin. Tem zin hết ý này này khá là đắt tiền nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý là khá là đắt tiền. Còn tem lô, tem lô thì có 150-200 nghìn thôi. Nhưng tem zin bao giờ phải hơn 1 triệu bộ tem zin. Ổ khóa zin, thay nắp khóa mới. Các bạn nhu cầu về dọn xe, tân trang xe thì cứ liên hệ với hotline 0329607777 hoặc 0832208888, hoặc có thể đến trực tiếp trung tâm dọn xe số 1, số 2, số 3 đầu ngõ 109 Trường Chinh giúp mình. Cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi video của mình và hẹn anh em ở video quay xe tiếp theo.